trời gió mưa gạo, hy vọng như thế nào chẳng hề ở bên cạnh em. Những tháng ngày dài cố chấp biết mình sai, vì em có một nơi phải quay về, nơi đây chẳng có em chỉ có những mong chờ. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình em dành trao. Anh có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay. Và dù ta đã xa thân chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh. Ngày nào đó khi mưa trắng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sâu đồi, ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu người. Chúng ta còn 4 cặp đôi nữa. Sẽ có 2 trong 4 cặp đôi phải nói lời tạm biệt với cuộc thi của chúng tôi. Và đã có một yếu tố khá thú vị xuất hiện. Có 2 nhóm thi bằng điểm nhau và cùng chiếm vị trí thứ 7. Đồng nghĩa với việc 2 nhóm còn lại sẽ phải dừng bước. Và như vậy, chúng ta phải nói lời tạm biệt với 2 nhóm thi còn lại. Đó chính là Đón Xem Tỏa Sáng Ước Mơ, được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube B Music.